Chào các bạn, sống vui, sống khỏe là điều mà chúng ta luôn hướng tới. Xã hội càng hiện đại thì vấn đề dinh dưỡng lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi dinh dưỡng lành mạnh, đúng cách và phù hợp lứa tuổi chính là nền tảng của sức khỏe tốt, giúp phát triển thể chất, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, mỡ máu ở người già, còi xương, suy dinh dưỡng, biếng ăn, chậm tăng cân, tiêu hóa kém ở trẻ nhỏ. Và dinh dưỡng không đúng cách sẽ khiến chúng ta gặp rất nhiều các vấn đề về sức khỏe, nhất là đối với trẻ em. Trẻ em là cơ thể đang lớn và phát triển, nhu cầu dinh dưỡng rất cao. Nếu chúng ta bổ sung sai cách hoặc bổ sung thiếu, có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của bé sau này. Vậy, làm thế nào để có được một sức khỏe tốt, không bệnh tật? Thì mọi thành viên trong gia đình của bạn cần phải duy trì một chế độ dinh dưỡng cân đối các thành phần, bao gồm từ protein, lipid, glucid, vitamin và khoáng chất, cộng với một chế độ sinh hoạt khoa học, vui chơi lành mạnh, ngủ đủ giờ. Những cuộc sống hiện đại, người lớn thì bận rộn đi làm, trẻ em thì phải dậy sớm để đi học. Học ở trường, học ở nhà, học thêm, khiến cho bữa ăn đôi khi không còn đảm bảo đủ vi chất dinh dưỡng cho cơ thể. Vậy để cơ thể không bị thiếu hụt vi chất thì bạn cần phải bổ sung các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể thông qua các thực phẩm bổ sung. Các nghiên cứu đều cho thấy sữa chính là một loại thực phẩm bổ sung tốt nhất dành cho con người. Một em bé mới sinh, trong 6 tháng đầu, chúng ăn gì đâu ngoài sữa, vậy mà nó vẫn lớn nhanh như thổi. Sau 6 tháng, cân nặng của nó đã tăng gấp 1,5 lần so với lúc nó mới sinh. Hiểu được điều đó, các chuyên gia dinh dưỡng Kazuko đã nghiên cứu và cho ra đời dòng 6 sản phẩm sữa chuyên biệt Kazuko phù hợp với từng đối tượng mà gia đình bạn không phải lo lắng về việc làm sao để bổ sung chất dinh dưỡng cho hiệu quả. Và hơn hết, thành phần chiết xuất tổ yến của Kazuko được sản xuất 100% từ Nhật Bản và sữa non được nhập khẩu 100% từ New Zealand. Sản phẩm đầu tiên đó chính là sữa Kazuko Baby phù hợp với trẻ dưới 12 tháng tuổi, những trẻ khi sinh mà mẹ chưa có sữa hoặc sữa chưa về kịp. Thành phần bao gồm 2 FLHMO có vai trò ngăn cản sự bám dính của các vi khuẩn có hại vào tế bào ruột, giúp phòng tránh được các bệnh nguy hiểm về đường ruột ở trẻ em. Lysine có tác dụng hấp thu canxi, tạo collagen và tham gia quá trình tạo mô liên kết của gân, sụn xương, da, hoàn thiện cấu trúc của xương giúp trẻ phát triển chiều cao. Fos hạn chế vấn đề về táo bón ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp lợi khuẩn tăng trưởng gấp 50 lần, đồng thời hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đặc biệt với những trẻ đang trong tình trạng lười ăn, biếng ăn, ăn không hấp thu, những trẻ thấp bé, nhẹ cân, thì Kazuko có tới 2 sản phẩm là Kazuko Pedia phù hợp cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi và Kazuko Biotic dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Cả hai dòng sản phẩm này đều sở hữu thành phần giúp trẻ có thể ăn ngon hơn và tăng cân một cách an toàn, hiệu quả. Trong đó tiêu biểu là phải kể đến đạm whey giúp cấu tạo các mô tế bào mới, giúp bé phát triển về thể chất từ cơ, xương, bắp, cơ quan nội tạng. Đạm cung cấp nguồn năng lượng quan trọng để tạo đà giúp bé tăng cân hợp lý. Sữa bột béo giúp trẻ gầy còi, biếng ăn, cung cấp năng lượng cho bé, kết hợp với tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa hoàn thiện nhất. Riêng với sản phẩm Kazuko Biotic được bổ sung thêm thành phần Lactobacillus có tác dụng bổ sung những vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Cụ thể, nó giúp việc tiêu hóa thức ăn đồng thời hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn như chất béo, vitamin và khoáng chất. Và với những trẻ đang cần phát triển chiều cao hay những ai đang muốn bổ sung thêm canxi thì Kazuko có tới 2 sản phẩm, đó là Kazuko Grow dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi và Kazuko Canxi dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Và trong bảng thành phần của 2 sản phẩm này đều được bổ sung canxi cho xương một cách hiệu quả, đó là canxi vitamin K2 giúp tăng cường sức khỏe cho xương, phòng ngừa loãng xương bằng cách là kích thích hoạt hóa các osteocanxi để tối ưu cách gắn canxi vào trong xương và làm tăng lượng collagen ở trong xương. Vitamin D3 giúp tăng cường protein tạo xương, giúp tăng khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể được tốt hơn. Acumen F với hàm lượng canxi lên tới 30% giúp hình thành và củng cố hệ xương chắc khỏe hơn ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung thêm collagen type 2 giúp cung cấp những chất thiết yếu nuôi dưỡng và duy trì độ bền chắc dẻo da cho sụn khớp. Đồng thời, collagen type 2 kiến tạo lớp sụn khớp vững vàng giúp bảo vệ các đầu xương khớp một cách an toàn. Từ đó, xương có thể chuyển động cách trơn tru và linh hoạt. Sản phẩm cuối cùng đó chính là Kazuko Sure dành cho người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung dinh dưỡng và phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật và sau những đợt ốm. Và trong bảng thành phần của sản phẩm này thì có rất nhiều những thành phần đặc biệt như là Mufa tốt cho tim mạch, huyết áp, giúp làm giảm cholesterol, sữa non Collagen giúp tăng cường sức đề kháng, canxi giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương. Hơn nữa, tất cả các hương vị của mọi sản phẩm
Kazuko đều rất thơm ngon dễ uống. Cách pha thì vô cùng đơn giản. Nhà sản xuất in rõ cách pha trên bao bì. Từ bây giờ, gia đình thân yêu của bạn đã có thể cải thiện sức khỏe một cách hiệu quả hơn nhờ có Kazuko. Hy vọng qua video ngày hôm nay, các bạn đã có thêm nhiều bài học bổ ích giúp sức khỏe ngày càng được nâng cao và được cải thiện một cách toàn diện nhất.